Ngày 28 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018, tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Cao Thượng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự hội nghị. Năm 2018, hoạt động công đoàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở đã tập trung triển khai chủ đề năm vì quyền lợi ích đoàn viên công đoàn, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả. Trong năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã đề nghị hỗ trợ xây dựng 3 nhà máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tỉnh Quảng Ninh, hỗ trợ 47 công nhân viên chức lao động được vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 670 triệu đồng. Phối hợp tổ chức 6 lớp tuyên truyền phổ biến kết hợp đối thoại tư vấn pháp luật cho trên 700 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn. Nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức trao 1.997 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn thành phố tổ chức tốt các hoạt động tháng công nhân năm 2018 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Ngày hội văn hóa thể thao trong công nhân viên chức lao động Quảng Ninh thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên tham gia. Liên đoàn Lao động thành phố đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thương lượng xây dựng ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 11 thỏa ước được đánh giá loại A, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp. 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 44 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại theo quy định. Năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương. Tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động thành phố Uông Bí đã khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong đó có 2 công đoàn cơ sở được nhận cờ thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng.